đó, kéo ra 8 lần Wow. đó, anh coi em sấy nè đó, người ta kéo ra 8 lần thì làm sao mà trong cơ thể vỡ được, em thấy không, sấy như vậy đó, Kiểu đó chị thấy là là không chảy ra. Khi đó cái nếu mà cái này dính như tay thôi, nếu mà mình làm găng nhưng mà trong cái đó là nó dính sơ 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 nhưng mà trong cái khoang mình không dính, em thấy không, có chảy đâu đó, rồi buông ra nó trở lại, buông ra nó trở lại, thì trong cái khoang của mình nó đã đào tạo một khoang rồi. ra ngực xong ấy thì lúc đấy trong đầu Duyên nghĩ rằng là chắc là phải đau đau kinh khủng lắm đây, nhưng mà khi mà mình làm xong thì tất cả mọi thứ nó đến đến bây giờ khi mình trải qua rồi thì mình cảm thấy là tất cả mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng. Xin chào mừng quý vị đang đến với buổi livestream trên fanpage của kênh 14.vn và website của kênh 14, đồng thời cũng livestream trên fanpage của Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ. Và Trà My tin đây sẽ là một chủ đề mà đúng tâm lý của chị phụ nữ nào đã nâng ngực rồi và đang chuẩn bị để nâng ngực, mình cũng bị lo lắng một chút nè, không biết là hiện nay có những phương pháp nào, có những loại túi ngực nào, có những biến chứng gì và những vấn đề liên quan về vấn đề này. Thì nếu như có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hoặc là quý vị chúng ta sẽ comment trực tiếp ngay dưới livestream.